cho nó cho các bạn biết ngày hôm nay là ngày chúng ta tôn vinh những người phụ nữ đẹp. Hãy cho tôi nhìn thấy những cánh tay của những người phụ nữ Việt Nam ở đây. Xin được. Hãy cho tôi nhìn thấy những cánh tay của những người phụ nữ Việt Nam xinh đẹp ở đây. Và bây giờ thì hãy cho tôi nhìn thấy những cánh tay của những người đàn ông yêu những người phụ nữ Việt Nam xinh đẹp ở đây. Hôm nay chúng ta tôn vinh vẻ đẹp của những người phụ nữ Việt Nam. Tôi muốn gửi tặng các bạn một món quà, đó chính là một nhạc phẩm của tôi cùng nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường mới phát hành trong ngày hôm qua. Và bài hát này thay cho lời cảm ơn của tôi dành cho tất cả những người phụ nữ Việt Nam nói chung và tất cả những bạn gái ở Hải Phòng nói riêng đã có mặt trong buổi tối ngày.